Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị sản phẩm máy bơm nước đa năng hiệu Oshima. Và bây giờ chúng ta hãy xem chiếc máy này như thế nào nhé. Việt Nam là đất nước nông nghiệp nên rất cần nước cho việc tưới tiêu. Do đó mà máy bơm nước là thiết bị không thể thiếu cho việc sản xuất và sinh hoạt. Máy bơm nước là một loại máy thủy lực nhận năng lượng từ bên ngoài và truyền năng lượng cho dòng chất lỏng và đưa chất lỏng đó lên một độ cao nhất định, hoặc di chuyển chất lỏng theo một đường ống giúp chúng ta đưa nước từ nơi này đến nơi khác. Máy bơm nước giúp chúng ta thực hiện nhiều việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm sức lao động và thời gian, dễ dàng hơn trong quy trình sản xuất. Và trên thân máy chúng ta có thể thấy đây, đầu ra của nước, nút châm nước, nút xả hơi, nút xả cặn, đầu nước ra, đế của máy, động cơ, quạt gió của máy, và đây là hộp điều khiển DC. Và phụ tùng của máy thì gồm có một nút be, đường nối ống vào, đường nối đường ống ra, bu lông và sách hướng dẫn sử dụng. Máy bơm nước đa năng Oshima 600 có kiểu dáng nhỏ gọn, không tốn diện tích đặt máy. Máy bơm hút sâu đẩy cao, Oshima 600 hoạt động êm, động cơ khỏe, dễ dàng lắp đặt sửa chữa cũng như bảo trì. Công suất của máy lên đến 600W. Máy bơm nước dân dụng có thể hút nước ở độ sâu đến 8m và đẩy cao lên đến 40m, phù hợp với các hộ gia đình có nhà cao từ tầng 2 đến tầng 4. Phía đưa được nước tối đa là 2,8m³/giờ. Máy sử dụng công nghệ inverter nên tiết kiệm điện, dòng điện của máy là 4,2A. Máy có nhiều tiện ích để như kiểu hút nước để sinh hoạt, dùng để tưới tiêu cà phê. Cánh quạt của máy bơm bằng đồng và không bị ăn mòn theo thời gian. Máy bơm nước đa năng Oshima 600 tự động ngắt khi quá tải. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng máy nông ngư cơ, chúng tôi hoàn toàn có thể uy tín để tư vấn cho người sử dụng mua được một chiếc máy chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Chiếc máy bơm nước đa năng Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá cả thì hợp lý. Nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam.